Anh à, để đoán nè. Đoán hả? Giờ đoán nha, em phải người Ukraine không? Dạ, đúng rồi. Sao chị hay vậy? Thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ giúp. Hỗ trợ rồi trợ luôn. Dạ. Phải nói là rất là bất ngờ khi mà có một cô dâu người nước ngoài đến với chương trình Vợ Chồng Son như thế này. Em biết nói tiếng Việt không? Dạ vâng, em biết nói tiếng Việt. Rồi giờ mà hai em giới thiệu về mình. Anh để đoán nè. Đoán hả? Giờ đoán nha, em phải người Ukraine không? Dạ đúng rồi. Sao chị hay vậy? Nó chưa không phải đoán đâu. Tại vì á, thấy cô bé này ở ngoài xinh quá. Hồi nãy có lén lén hỏi bên ban biên tập á, là cô bé này ở đâu mà xinh quá vậy? Biên tập mới nói là người Ukraine. Vậy đó. Trong nhà nội. Em cảm ơn chị. Nhưng mà là chắc là em sang Việt Nam đã lâu rồi đúng không? Dạ rồi, em sang Việt Nam 5 năm rồi. 5 năm rồi. À, rồi thôi bây giờ giới thiệu về mình đi. Em tên là Sofia Phan, em đến từ Ukraine. Bây giờ em sống ở Hà Nội. À. Có em bé con lai xinh xinh. Bao nhiêu tuổi? Em bé mình 18 tháng tuổi. 18 tháng. Dạ. Còn Sofia Ma bao nhiêu tuổi? Em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Dạ em là Sơn. Phan Vũ Sơn tên đầy đủ. Em sinh ra ở Ukraine. Em sống ở Ukraine một thời gian. Sau khi tốt nghiệp đại học xong thì hai vợ chồng có làm đám cưới ở bên U xong rồi mới quyết định về Việt Nam. Mà Sơn, ngành chính của Sơn là gì? Ngành chính của em là marketing. Để đoán nha. Dạ. Chắc là học chung với nhau và hai bạn coi như là quen nhau từ lúc đó luôn, gọi là thanh mai trúc mã đúng không? Thật ra thì hơi khác một chút. Vợ chồng em thì quen nhau do là hai vợ chồng là học cùng một trường đại học tổng hợp. Thì em học khoa ngoại giao, còn vợ em Sophia thì học khoa tiếng Việt. Khoa tiếng Việt. Thì do trường có tổ chức nhiều sự kiện nên là hai vợ chồng có dịp gặp nhau thường xuyên. Rồi từ đấy là bắt đầu tìm hiểu với nhau. Chắc lẽ là cũng thích cô gái này bởi vì là cô ấy yêu văn hóa và yêu ngôn ngữ Việt Nam. Cũng chính vì lý do đấy là em cũng thấy tò mò tại sao một cô gái người U mà lại rất là thích tiếng Việt mà lại cũng thích tìm hiểu về phong tục tập quán của Việt Nam. Thì em mới bắt đầu tìm cách để hỗ trợ giúp. Hỗ trợ rồi trợ luôn. Nhưng mà tại sao Sophia lại thích tiếng Việt? Dạ, lúc mình vào trường thì mình đã muốn chọn một ngôn ngữ châu Âu. Bởi vì hồi xưa mình học nhiều tiếng châu Âu. Sau đó mình quyết định học một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ mới. Cho nên là mình chọn tiếng Việt. Vậy thì Sophia biết được bao nhiêu thứ tiếng? Dạ, em biết tiếng Ukraine, tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Việt và một chút tiếng Đức. Sơ sơ là 5 tiếng rồi đó. Dạ vâng. À, lần đầu tiên mà em gặp Sophia, em có ấn tượng gì về cô gái nào? Ngoài cái việc là cô ấy thích học tiếng Việt. Cái ấn tượng đầu tiên em nhớ là em chỉ nhìn thoáng qua thôi. Thì em đã thích, em đã thấy một cái sắc đẹp nó rất là tuyệt vời. Thì em đã bị quyến rũ bởi cái sắc đẹp đấy. Từ lúc đấy là em tìm mọi cách để tiếp cận đối tượng, và làm quen. Sophia có nhớ là lần đầu tiên Sophia gặp anh này trong một cái hoàn cảnh nào không? Dạ vâng, em gặp anh Sơn lần đầu tiên ở bên trường của em. Lúc đầu thì em không chú ý nhiều. Nhưng mà sau đó anh Sơn bắt đầu giúp đỡ nhiều, muốn giúp học tiếng Việt. Thì mình thấy anh ấy rất là nhiệt tình. Nhưng mà em có thấy Sơn đẹp trai không? Dạ có. Sau đó thì cái câu chuyện của các em nó phát triển như thế nào? Và Sơn chủ động tấn công cô gái này ra sao? Trong bao lâu thì coi như là chiếm được cái tình cảm của cô? Chắc là khoảng nửa năm ạ. Nửa năm bọn em tìm hiểu về nhau. Xong rồi sau đó là chính thức là để yêu nhau. Lúc đó là có đưa về gặp bố mẹ chưa? Hay là yêu một thời gian lâu rồi mới đưa về gặp bố mẹ? Sau khi chính thức yêu nhau thì em có nói chuyện với bố mẹ. Và bố mẹ em á? Dạ vâng, cũng bố mẹ em. Cũng kể qua thôi.
đến một lúc sau nữa thì em mới quyết định là cho xe Kia về để giới thiệu với bố mẹ, với gia đình. Là tại bên U luôn? Ở bên U ạ. Xong rồi em nhớ là lần đầu tiên em tới nhà xe Kia là sau khi em đi du học ở Anh về. Qua luôn từ sân bay em chạy qua về thẳng nhà xe Kia để làm quen với bố mẹ xe Kia luôn ạ. Ông bà sao? Ông bà welcome con rể Việt Nam không? Thì lúc đấy thật ra là cũng chưa biết là con rể hay chưa. Thì biết bạn trai là đúng không? Vâng, chỉ biết là bạn trai thôi. Bây giờ phải hỏi Sophia, đúng rồi đó. Sau khi mà Sơn về thì bố mẹ em có nói gì về Sơn không? Em nhỏ hồi đấy bố mẹ rất thích, cũng nói là con trai hiền, rất lịch sự. Nói chung là anh Sơn là người Việt nhưng mà bố mẹ của em không có vấn đề ngôn ngữ bởi vì anh Sơn biết tiếng Ukraine. Đúng rồi. Nên là sau đó là như là hai bên gia đình đều coi như là đồng ý cho cái việc là hai đứa coi như là tiến sâu hơn nữa. Dạ vâng. Đúng không? Đúng rồi. Như vậy là chuyện tình cảm của các em không có gì gọi là chắc trở khó khăn gì thuận lợi không? Có chia tay chia chân trong cái thời gian yêu nhau không? Có ghen hờn gì không? Đó. Bọn em yêu nhau là 4 năm trước khi cưới. Phần lớn là phải yêu xa tại vì em mới tốt nghiệp đại học xong và em còn phải đi học thạc sĩ ở Đức nữa. Với Sophia cũng tốt nghiệp và đi học thạc sĩ ở Việt Nam. Cho nên là 4 năm là hai vợ chồng em là yêu xa. Em thì sang Đức, anh Son thì sang Việt Nam để chơi vài tháng, sau đó lại xa nhau. Sau 2 năm ở Đức xong tốt nghiệp xong thạc sĩ ở Đức thì em mới quay lại về U để tổ chức đám cưới. Được cái lý do nào mà hai bạn quyết định về Việt Nam sinh sống? Hai vợ chồng muốn thử làm kinh doanh ở Việt Nam và trước khi hai em vào Hà Nội thì hai em ở bên Nha Trang là mở quán cà phê. Nhưng mà do Covid thì đóng cửa rồi. Nhưng mà anh hỏi thật Sơn nghe, trong khoảng thời gian mà em xa Sophia, cô này rất là xinh. Đúng không? Thì anh hỏi em hiểu anh hỏi gì. Em ở nước ngoài em có sợ mất Sophia không? Em rất sợ. Em nói thật, tại vì em rất sợ, tại vì Sophia rất xinh. Lúc đấy là Sophia lại ở Việt Nam. Đại học đại học ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn, cho nên là em phải tìm mọi cách để giữ được Sophia. Có nghe Sơn ghen hả cưng? Có. Đang hỏi giai đoạn cho nên là nghe. Trước khi em sang Việt Nam, anh Sơn phải làm cầu hôn. Xin bố mẹ của em có được không? Coi như là xác nhận chính chủ. Dạ vâng. Ngồi đây. Đúng rồi. Xác nhận chủ quyền á. Dạ. Bây giờ là lấy nhau được mấy năm rồi? 4 năm rồi ạ. 4 năm. 4 năm. Bé 18 tháng. Wow. Vậy là tụi em cũng trường kỳ rồi ha. 4 năm yêu nhau, 4 năm lấy nhau là 8 năm rồi. Gần một thập kỷ bên nhau rồi. Rồi vậy giờ anh Sơn anh có cái tật xấu gì không? Sophia chắc biết cái phần này đúng không? Yeah. Thì ra hồi xưa em thấy anh Son thiếu các lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Có vợ đẹp vậy mà thiếu lãng mạn. Cho nên mà em nói cho anh ấy là phải thay đổi, phải kiểu mở cửa xe ô tô khi em vào các thứ. Kiểu ở châu Âu nó đã nồm nó phải như thế. Gentleman. Và em thấy anh Son thay đổi rất là nhanh. Em thích cái đấy bởi vì anh Son là người nói thì ít nhưng mà làm thì nhiều. Kể tiếp đặt xấu của anh đi. Tiếp đi. Thiếu lãng mạn nè. Thiếu lãng mạn còn gì nữa? Chắc làm ít massage một chút massage. Có nghĩa là ít khi làm massage. Không có chăm sóc vợ. Ít khi chăm sóc vợ. Tới bây giờ còn ghen nhiều không? Chắc không. Không có gì nữa. Không ghen luôn? Dạ. Có nóng tính không? Nóng tính cho người khác. Nhưng mà sơ vội em thì không nóng tính. Nóng tính với người bên ngoài. Dạ. Nhưng mà với vợ là không có nóng tính. Dạ. Giờ chị mong muốn thay đổi là chị có massage cho Sophia. Massage là ok. Yes. Bây giờ một tuần mấy ngày nói luôn đi. Một tuần mấy đêm nè? 3 lần một tuần. Đó. 3 lần một tuần. 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 cho nhà ngươi chọn. Được không Sơn? Nếu mà mong muốn của vợ thì chắc em phải sắp xếp.
Nhau em không xem đâu, đi đi. Trời ơi, biết à, biết gài liền luôn á. À, bắt tay là đồng ý hả? Phải cảm ơn anh với chị Hồng Vân nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Giờ tới Sơn nè. Đó Sơn. Sofia có tật xấu gì cần thay đổi không? Người đẹp của em đó. Tật xấu thì em để ý thấy là ví dụ nhiều lúc là Sofia hay lập luận sai ấy, thì em cũng giải thích nhưng mà vẫn giữ cái lập trường của mình. Là bướng hả? Bướng bỉnh, thỉnh thoảng là sẽ bướng bỉnh. Còn cái thứ hai thì em không biết là cái đấy là thật xấu hay không, nhưng mà sáng nào cũng phải có một cốc cà phê với một cái bánh sinh châu. Trời, cái đó lúc nào cũng thế. Cái đó là bình thường mà. Đúng không? Kể cả trời, khi bánh sừng trâu ngon mà. Dạ, nhưng mà có nghĩa là một tuần ăn mấy lần. Nhưng mà anh Sơn phải dậy trước và mua cho em. Có nghĩa là sáng nào cũng thích. Sáng nào cũng phải có một cái cốc cà phê nóng và cái đó là thói quen của người châu Âu hay sao? Dạ. Bố mẹ của chị ấy. Dạ. Bây giờ khi các cụ 80 mấy tuổi rồi, các cụ vẫn còn giữ thói quen đó. Tại bố mẹ cũng đi học từ nhỏ. Dạ. Học ở bên đó từ nhỏ. Sáng nào cũng vậy, cứ bánh mì với cà phê sữa nóng. Cái đó là tật dễ thương, tật tốt. Nhưng mà không phải là thích, phải là Sơn đi mua. Đúng rồi, đó. Dạ. Đúng không? Phải là em đi mua, còn không là bao giờ tự đi mua cả. Rồi bây giờ hỏi nè, cô ấy có ghen không? Có chứ ạ, cực kỳ ghen. Cực kỳ ghen luôn. Cực kỳ ghen. Bây giờ ghen với ai nè? Bây giờ ghen với ai? Thì tại vì công việc của em là về online là chính, cho nên là Sophia có thể là ghen đùa ấy ạ. Ví dụ mà ghen hình ảnh trên Facebook thôi. Có thể dạ vâng, ghen hình ảnh chứ trên là Facebook. Chứ là mình có người thật để hoặc mà ghen. Là tại vì em Facebook của em là dùng để làm việc, thì có thể là người phụ nữ nào nhắn thì có thể là Sophia sẽ bắt đầu trêu. Hoặc là có thể bắt đầu nói ghen. Có lúc nào mà ghen mà cãi lộn nhau? Cãi lộn nhau thì về vấn đề ghen thì không ạ. Về chỉ về vấn đề cuộc sống gia đình, những thứ mà hai vợ chồng có thể là không đồng tình. Cái cách dạy con á, dạ. Ai là người cầm chịch? Trong có xung đột về cách dạy con không? Thật ra em là giáo viên, em cũng nghiên cứu nhiều về các Montessori để dạy con rất tự do. Có nghĩa là Sofia là người chính. Dạ đúng rồi. Vậy là em có khi nào em xung đột về cái cách dạy với Sofia? Xung đột nói hẳn là xung đột thì không ạ. Ví dụ em có thể góp ý. Tại vì do là sống ở Việt Nam thì em cũng phải dạy bé nhà em là cũng phải biết phong tục tập quán của Việt Nam. Cho nên là nhiều lúc là nếu mà dạy sống theo kiểu châu Âu thì cũng không đúng lắm. Phải góp ý để cho em bé, cho em bé biết về phong tục tập quán Việt Nam, biết về cách sống ở Việt Nam như thế nào. Yeah, quá hay. Rồi bây giờ Sơn mong muốn Sofia thay đổi điều gì? Thật ra nếu mà đã yêu nhau rồi, mà đã về cùng một mái ấm và có cả con rồi, thì em nghĩ là những cái thói hư tật xấu ấy cũng sẽ thành là những cái tính tốt thôi. Tại vì mình yêu vợ mình, cho nên là em thật ra em cũng không biết là có cái vấn đề gì để thay đổi. Nó cứ để nguyên vậy luôn. Cứ để nguyên như vậy. Yeah. Và chồng con sẽ mãi mãi yêu. yêu Sofia có lãng mạn không? Sofia rất là lãng mạn ạ. Vậy thì em cũng, nếu mà như vậy á, thì hoặc là em phải ước, em phải mong là Sofia ơi em bớt lãng mạn lại. Hoặc là em phải nói là Sofia ơi anh hứa với em, anh sẽ thật là lãng mạn để phù hợp với em. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay nhân dịp đến với chương trình này, dạ. Thì thật sự là rất là chúc mừng Sơn với Sofia. Các bạn đã có một cái mối tình rất đẹp. Và để có được ngày hôm nay, rõ ràng là để có được hạnh phúc như hôm nay, để có được nụ cười hạnh phúc, thì rõ ràng là các bạn đã trải qua rất là nhiều cái câu chuyện yêu thương với nhau. Và hạnh phúc là một lựa chọn. Các bạn đã lựa chọn đúng người, đúng đối tượng để mà chúng ta có thể là trao hết tất cả những tình yêu cho nhau. Chúc mừng các bạn. Nghe em cảm ơn anh chị, hai bạn hạnh phúc nha. Cảm giác là cứ mỗi đêm đó anh thấy anh bị chống chải, anh muốn em về với anh. Anh có nhắn tin với em kêu là em về đi. Đó, anh chỉ có thể nói như vậy thôi. Thôi em cũng quen rồi. Lo hết chưa? Dạ rồi. Lãng mạn không? Dạ không, anh không lãng mạn được. Em biết ảnh là người tình cảm, người có tình rất là tình cảm nhưng mà không biết thổ lộ. Anh không có nói, anh chỉ hành động không mà thì mình thấy nó hơi thiếu. Giới thiệu về mình một chút xíu đi. Em tên là Minh Phương và tên thân mật hợp bạn bè thường gọi tên là Phương Min. Và năm nay em 31 tuổi. Hiện tại em đang làm review food.
Em tên là Duy Khang, năm nay em 30 tuổi. Thì em có một cái cửa hàng mỹ phẩm bán skin care nhỏ nhỏ. Em cùng vợ em làm chung cái chuyện đó. Như vậy là em vừa review food mà vừa review mỹ phẩm nữa đúng không? Dạ, là chồng thì là lo về mỹ phẩm, vợ thì lo về thực phẩm. Đó, hai cái đều là phẩm hết. Rồi, hai em là lần đầu tiên là quen nhau như thế nào ta? Cái lần đầu tiên là tụi em gặp nhau ở trong tiệm net. Thì tụi em dành chung một cái máy chơi game, Lúc đó là bao lâu rồi? Thời điểm tới hiện tại tụi em ở chung với nhau là được 15 năm. Cách đây 15 năm như đó. Như vậy thời đó là cái thời quánh võ. Võ Lâm Truyền Kỳ với dạ nhảy áo đi sập. Dạ đúng, dạ đúng. Lúc đó là bạn mới 15 tuổi thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, mà bạn đã có một cô bạn gái xinh xắn như thế này rồi. Lúc đầu tụi em đã không ưa nhau sẵn rồi. Là em ở cái xóm đó, ảnh từ một cái xóm tới ảnh tới là mặt ảnh đó em có không ưa rồi. Nên khi giành máy là ghét nhau luôn. Nhưng mà lúc đó là Phương Miên á có đẹp như bây giờ? Cái ấn tượng đầu tiên mà em gặp vợ em là em thấy không có cái ấn tượng gì luôn, không có cái ấn tượng gì luôn, mà em chỉ có suy nghĩ trong đầu là ủa tại sao vợ em đen quá vậy, chứ xin bạn này là nữ mà tại sao đen quá vậy. Nhưng mà được cái là cũng cao với lại tóc dài. Còn ngoài ra em không thấy không có cái ấn tượng gì hết. Còn em thì sao? Em thì thấy tại vì bạn bè xung quanh em thì nói là trời ơi mới có thằng này nó mới tới xóm mình nó đẹp trai đó mà biết không, đẹp trai đó mà biết không. Trời, nó cắt tóc cái kiểu này nọ coi cũng thấy nhìn cũng bình thường, có gì đâu đặc biệt, thấy mặt thấy ghét, cái mặt nhìn chảnh á anh. Đó nên là em không ưa luôn. Rồi đến khi nào thì mới có ấn tượng với nhau, ấn tượng ấn đẹp. Tượng khác đó, ấn tượng đẹp á. À là ảnh dụ em, ảnh dụ em. Em đang tự chơi game Audition, em chị của em dụ em qua chơi Võ Lâm Truyền Kỳ. Xong mới phát hiện ra ông này là sư phụ của chị. Đó rồi sau bắt đầu sư phụ này dụ đệ tử. Thời đó là mình phải nạp kim nguyên bảo đó, đó là để mình chơi game mất thời gian đó. Anh không có tiền hay kẹt tiền không biết nữa, anh dụ em hồi đó là 20.000 để nạp cái viên đó đó. Xong anh em nạp cho ảnh cái xong rồi anh nói là không bao giờ nạp cho ảnh đi rồi anh sẽ trả cho em một chầu trà sữa. Nhưng mà đến lúc trả chầu trà sữa cũng hiếu tiền nữa, ly trà sữa có 17.000 à, anh mới thiếu em 3.000. Em lời được 3.000. Có nghĩa là em trả ly trà sữa đó là 17.000, em lời được 3.000, nhưng mà tiền xăng với lại tiền xe vẫn là vợ của em ra nữa, em còn lời hơn phần đó. Dạ. Cái thời điểm đó cái xe bị dại chai á, em không biết luôn á. Rồi khi mà em phát hiện ra mình bị dại vậy đó, rồi em có ý định em trả thù hay là em làm một cái gì đó để mà cho đến ngày hôm nay là hai đứa coi như gắn kết buông không nổi không? Dạ không, là em không có, em chỉ suy nghĩ là tìm cách nào để lấy lại hết 20.000 của mình. Thì đó, đó là một cái cách mà để không bao giờ buông đối tượng ra được đó. Dạ. Cho nên mới bị dính tới bây giờ. Dạ. Đó không thì em vẫn giao lưu nguyên một cái group để mình chơi và cái game đó thôi. Sau một thời gian ý là đi chơi qua lại các kiểu với nhau nói chuyện, rồi một thời gian khoảng 4-5 tháng á là tụi em bắt đầu mới tách đi chơi riêng. Ai là người gợi ý cho cái việc đi chơi riêng? Dạ ảnh, dạ ảnh. Cái thời điểm đó là bạn này mới vừa mua cái điện thoại di động. Rồi xong rồi em thì đang thích giống như là cái kiểu như là mình nhắn tin, mình cái cảm giác mình sẽ nhắn tin như thế nào. Xong rồi cái em về mượn điện thoại ba của em nhắn tin. Thì cái thời điểm đó cái nhắn tin qua lại, cái mỗi lần tối đọc tin nhắn cái cảm giác là nó thích lắm. Người mình nó sao á, cái mình cứ muốn nhắn tin. Xong rồi cái tới một thời điểm nào đó cái em nó thôi đi chơi đi, mình hẹn nhau mình đi chơi. Mấy đứa là hẹn nhau đi chơi mà đi ở đâu? Cái thời gian đó tụi em chỉ chạy vòng ngoài đường thôi. Cái về sau mà cái lần đầu tiên mà tụi em cùng ăn chung là gà rán. Dạ, là lần đầu tiên cùng nhau ăn chung mà đi hẹn hò. Mà đó tiền ai trả ta? Không nhớ nữa, hình như Hùng vô sao á. Chà, Hùng luôn. Hình như thời điểm đó Hùng hay sao á, không nhớ nữa. Ủa lúc đó vậy đâu có được chạy xe máy đúng không? Còn nhỏ mà. Dạ đúng, dạ, đúng mà, rồi, tụi em đi xe đạp hả? Dạ. Gạo mầm Vinigaba chứa hàm lượng hợp chất GABA cao gấp 6 đến 10 lần gạo lứt. GABA là loại axit amin ưu việt giúp ổn định đường huyết, huyết áp, giảm stress và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đạt chứng nhận lâm sàng từ Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế Việt Nam. Gạo mầm Vinigaba gieo sức khỏe, gặt yêu thương. Thời điểm đó là em còn nhỏ nên đâu có được đi khuya đâu ạ. Có 9-10 giờ đổ lại. Đi những con đường như thế nào? Dạ bên nước ngoài, bên nước ngoài. Vậy đi có sợ không? À, em ở trong chổng mà em cũng không có gì để sợ đúng anh, tại giờ mình sợ mình cũng phải sống trong chổng đó. Thì ảnh được cái ảnh cũng không sợ ma luôn. Em sợ ba em chứ em không sợ ma. Tại vì em đi chơi về trễ là ba em sẽ đập em. Cho nên là thà là em ban thẳng vô trong đường mộ luôn. Có cái đường nghĩa địa thì em sẽ cắt thẳng vô trong đó để em đạp về là nó sẽ là đường để đỡ cực gần hơn nhất. Đúng không? Dạ đúng rồi, đỡ cực hơn. Em chạy về trong cái nghĩa địa đó thì có một cái huyệt nó đang đào nhưng mà em không biết, cái em cứ chạy lủi em gớt xuống đó luôn. Sau đó cái xe đạp nó nằm cắm thẳng ở dưới đó. Cái bắt đầu cái dựng chiếc xe đạp lên, cái bò leo lên, xong cái lấy dây để móc cái xe đạp lên, đi kiếm cọng dây đó để mình móc được cái tay cầm của xe đạp mình kéo lên. Dạ. Thế hả? Dạ. Mà lúc em không sợ luôn.
Dạ, kiểu như lúc đó em nghĩ là nếu như mà mình về trễ thì mình sẽ bị ba quýnh còn sợ hơn nữa. Sợ ba hơn. Dạ. Sợ ba hơn sợ ma luôn. Dạ. Chứ gặp anh Bin là anh xỉu rồi đó. Trời, xỉu. Thì có xỉu hết. Rồi bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức là yêu nhau mà gia đình biết? Tính ra 1-2 năm là bị phát hiện. Tại vì giống như là anh bị lơ là chuyện học á, và phát hiện ra em. Rồi xong gia đình cấm cản là thôi lo học đi các kiểu này nọ. Hai đứa em vẫn tiếp tục âm thầm lén quen nhau. Đến khoảng 5-6 năm á, thì gia đình đồng ý. Hai bên gia đình cho quen nhau. Nhưng mà tại sao tụi em tới mười mấy năm tụi em mới đám cưới? Tại vì em tuổi tuổi ngọ. Thì ba em nói theo tử vi á, con gái tuổi ngọ thì rất là dễ lấy hai đời chồng. Nếu mình lấy sớm quá thì mình dễ sẽ ly dị lấy một người khác. Mà em thì không thích như vậy. Nên cả hai đều thể chấp nhận nhau là quen đến khi mà em 27-28 tuổi thì mới bắt đầu đám cưới. Hai đứa đám cưới được mấy năm rồi? Dạ, dạ. 5 năm rồi. 5 năm rồi, hay có không? Baby chưa? Dạ, tụi em có hai bé rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần rất là hấp dẫn. Đó là cái phần mà khui tật xấu của đối phương. Đó. Thì trong 5 năm ở với nhau thì có bao nhiêu tật xấu của ảnh lòi ra? Và cổ có bao nhiêu tật xấu nó lộ ra? Em cho anh nói trước đó. Nói sao liệu mà ngủ đi chung phòng khách đó nha. Thôi trời ơi, dằn mặt quá. Không được dằn mặt chứ. Bà xã của em thì có cái tật xấu là bày với bừa. Có nghĩa là bà xã em làm một cái gì đó sẽ rất là chỉnh chu, nhưng mà sau cái công đoạn đó thì những cái bày ra thì sẽ không dọn. Thì em sẽ là người dọn, em sẽ đi theo cứ quần quật dọn giống như là nấu đồ ăn để review cho người ta xem á. Thì xong rồi thì cái chén bát cứ để đó, em sẽ là người dọn và đem rửa. Rồi xong rồi lau nhà này kia. Em có bao giờ em review cái bãi chiến trường sau khi vợ nấu chưa? Dạ cái đó thì em không dám. Sắp tới thì sau đây làm đi em, sau đây hot lắm. Không, em cũng sợ có ngày đó em tự review em trước luôn rồi. Thì giờ em có thêm cái tật là shopping không có biết ngừng nữa. Không có biết điểm dừng. Giờ em đạt thành viên kim cương ở trên Shopee mà từ hồi cuối năm cho tới bây giờ, cuối năm ngoái cho tới bây giờ vẫn chưa tụt hạng luôn. Trời ơi, đồng bình với con Bí Ngô em ơi. Bí Ngô nhà chị á, nó mới 14 tuổi đó em, mà nó là thành viên kim cương rồi đó. Miệng đó nghe. Rồi tiếp tục. Giờ em có cái thú vui rất là ngộ là sưu tầm búp bê. Búp bê mà dạng như thần tượng. Thì tới hiện tại cái bộ sưu tầm lên tới 160 mấy con rồi. Trời. Dạ. Không, nhưng mà cái đó dễ thương á, thiệt. Riêng cái đó thì lại không phải tật xấu, là dễ thương. Tại vì có những cái thú vui đó mà sau này ví dụ như em giữ được á, tới lúc mình lớn mình già rồi này cái nọ đó, trời, cái đó nó sẽ rất là quý luôn. Sau này em gái nó sẽ tiếp tục chơi nữa. Đó, nhà em á, giống như mấy cái bị lai tính ảnh không, cũng thích chơi siêu nhân nữa. Ảnh thích chơi siêu nhân, cũng muốn sưu tầm nhưng mà không bút cửa với em. Tiền đó em lắp vào búp bê của em. Còn gì nữa không? Hay cầu nhậu á, có nghĩa là đa nghi. Em bước ra đường, sau đó cái em đi một vòng về, cái bắt đầu nói em là anh đi uống cà phê ở đâu vậy, anh đi với bạn bè ở đâu vậy, như thế này thế nọ. Dạ, có cái vết rồi đó chị, mình có một cái sự vết rồi á, nên mình không có nào mà tự nhiên được á chị. Thôi bây giờ tới em đó. Thiệt ra là ảnh tật xấu của ảnh thì em thấy có tật thích chơi game mới ngủ nướng thôi à. Sẵn mình kể cái vết luôn đi. Thì thời điểm đó ảnh đi chơi bạn bè tầm 5 tầm 7 mà hai bạn bè tốt em không nói, bạn bè không thành phần không có được tốt cho lắm. Đó thì em mới nói ảnh đi vậy đúng không? Ảnh không có. Và một lần đẹp trời em phát hiện ảnh đang ngồi ở đó tầm 5 tầm 7 chơi game. Đó, cả từ đó làm em cấm luôn. Ủa, là chơi game thôi chứ không có phải vụ kia hả? Dạ không, chơi game. Mình chơi game thôi mà mình cứ nghĩ trong đầu nó bắt em ghen. Em tưởng vụ kia. Không phải chơi game mà là bắt ghen. Chị lại tưởng như vậy. Bé nó làm quan trọng quá vấn đề lên. Mình lại tưởng ông này là ông tàm tèm cái gì. Thì đó. Thì chị mới nói là chơi vớt. Trời ơi, thật sự. Có nghĩa là bạn ghen đi game đúng không? Dạ, có nghĩa là em chơi game khi mà chơi quy một cái hội á thì em sẽ không có biết thời gian. Em sẽ vô em ngồi và em cứ bấm liếc từ sáng và tới tối luôn. Có thời gian mà em chơi tới nỗi mà đêm 30 em không về nhà luôn. Nói chung vợ nó cằn nhằn kiểu đó thì cũng đáng dừa lắm. Thôi giờ có vợ rồi, chơi với vợ vui hơn game. Sao nghiện game quá vậy? Rồi cái dòng mà chơi khuya đó anh, rồi đâu ngủ sớm đâu. Thì sáng mai ngủ dậy trễ. Đó, thật xấu không dậy trễ. Mà sáng em dậy mà anh không dậy là thấy khó chịu rồi. Nhưng mà anh dậy rồi là anh không được quyền kêu em dậy nha. Khi nào em dậy thì em dậy. Anh nói nghe, hồi trước khi mà anh có vợ á, anh cũng khoái chơi game. Nhưng mà anh không có nghiện, thật sự đó giờ anh không bao giờ nghiện game. Rồi từ khi mà anh có gia đình rồi là anh hoàn toàn luôn. Trong máy anh không bao giờ có cái game nào của anh chứ. Toàn là game của con anh không à. Thật ra anh không có kêu em bỏ, nhưng mà hạn chế lại. Hạn chế là đừng để bán game.
Vậy chắc ghiền. Cũng đỡ rồi gì? Vậy giờ đỡ. Ừ. Còn ghiền quá hai chồng chơi. Dạ, có luôn, đều có thú vui chơi game hả? Bây có. Giờ em dành thời gian ra chơi với con là nhiều. Cái thời dạ. điểm mà em có bầu á là ở nhà mà đâu có đi đâu đâu, cũng hè đang chơi game hai vợ chồng cùng chơi. Cái game đó là em cấm ảnh, nhưng mà hồi anh rủ em ở nhà em chén em chơi thử và hai đứa dính luôn. Bây giờ bỏ chưa? Thì rồi, tại không còn thời gian để chơi nữa. Còn đặc xấu gì nữa không? Thường chơi game hay hút thuốc lá lắm á. Có thời điểm anh hút phép á, cái cây hút phép hay thuốc lá điện tử á. Trời ơi, tại vì em hồi xưa là em không có nghe được mùi thuốc lá bình thường á. Cái anh chuyển qua cho anh chơi văn minh thôi, anh hút thuốc lá điện tử. Mà bắt đầu anh chơi anh hút mê. Trong mà mua tinh dầu từ chai nho đến chai dâu, anh mua đủ thứ mùi rồi, thấy dính rồi. Cái đó cũng tốn nhiều tiền lắm á anh. Ừ. Đó rồi xong rồi em cằn nhằn. Em cằn nhằn thời gian em hâm dọa mới bỏ đó anh. Em không hâm dọa chắc đến giờ vẫn còn hút. Rồi sao nữa, còn cái tật xấu gì nữa không? Anh không có nhẹ nhàng. Ủa vậy hả? Chị nhìn bạn này chị thấy bạn nhẹ nhàng lắm. Ý nói từ nhẹ nhàng là cái từ ngữ anh, hai vợ chồng em quá thân với nhau rồi nên khi nói chuyện với nhau là cục xúc á. Đó, không có lãng mạn. Em chỉ muốn anh lãng mạn thêm tí xíu thôi là được rồi. Nó khó tính không? Có. Khó lắm anh, bây giờ đỡ rồi đó, bây giờ em khó hơn. Hồi xưa là anh khó, anh nói em là trời ơi, ý là em bày cái kiểu này nọ. Thì bây giờ bắt đầu em vô công việc, em cần phải chỉnh chu. Thì em bảo em khó với ảnh, tại ảnh là con trai không có tỉ mỉ được. Em hay cằn nhằn như vậy đó, hai đứa khó qua khó lại. Rồi giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì? 15 năm bên nhau rồi đó. Tình cảm lãng mạn và bất cọc cằn, khó tính. Như vậy là đủ rồi. Bất cọc cằn, khó tính. Em thì em thấy đối với em vợ em như vậy là đủ đối với em. Tại vì là cũng đã theo em 15 năm rồi, hai vợ chồng em cảm giác như vậy là đủ. Chỉ mong là đừng có đa nghi, đừng có cằn nhằn em nữa. Trời ơi, nhưng mà hai đứa này á, là quen nhau tới 15 năm rồi mà vẫn cứ son trẻ ha. Thì cái hành động mà vợ em mà kiểm soát em mà là anh đi đâu, anh làm gì này kia nọ, nó là của những cặp vợ chồng son á. Chứ còn bắt đầu khi mà sống với nhau là khoảng từ chục năm đổ lên á, là lúc đó những cái việc đó là gần như là bớt sáng đi nhiều lắm á. Thành ra là như vậy là cái lửa yêu đương của tụi em vẫn còn dữ lắm á. Hồi nãy em có nói là hai vợ chồng quen quá rồi cho nên là hay nói chuyện với nhau rất là cục xúc, thấy không? Nhưng mà anh nghĩ là cũng hạn chế lại xíu. Ngày hôm nay anh cũng muốn em nói một vài lời gì đó lãng mạn như giờ đi. Tiếc, nó hơi lãng mạn. Qua bây giờ mà nói lãng mạn chứ em nổi da gà. Rồi, bây giờ em nói gì làm sao dám nói gì lãng mạn. Em thử coi có nổi không. Chứ có lãng mạn chứ gì. Nói gì đứng nghe. Nói gì đi. Tôi với Bin quay mặt đi. Hai chị em mình tự tâm sự đi. Cái thời gian mà em dựng anh xong rồi cái em đi qua bên nhà của anh em ở á, thì cảm giác là cứ mỗi đêm đó anh thấy anh bị chóng chảy, anh muốn em về với anh. Anh có nhắn tin với em kêu là em về đi đó. Anh chỉ có thể nói như vậy thôi. Ngoài ra thì nếu mà lãng mạn hơn nữa thì không biết phải thể hiện như thế nào. Thôi em cũng quen rồi. Rồi hết chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Anh không lãng mạn được. Em biết ảnh là người tình cảm, người có tình rất là tình cảm nhưng mà không biết thổ lộ. Anh không có nói, anh chỉ hành động không mà thì mình thấy nó hơi thiếu thiếu. Từ từ đi, anh sẽ chỉ cho một số cái lãng mạn. Dạ. Coi như là ốc là nó nổi luôn đó. Dạ. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chị. Chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Đặng Quốc, đến từ Tiền Giang. Hiện nay là công chức làm ở Sở Xây dựng Tiền Giang. Em nhiêu tuổi rồi? Dạ, em sinh năm 78. 78 là hơn Quốc Thuận tuổi đó. Rồi, mời chị. Dạ, chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Nhanh, 40 tuổi. Em cũng đến từ Tiền Giang, làm ở Sở Y tế Tiền Giang. Bên này Sở Xây dựng, bên này Sở Y tế. Không lẽ giờ đoán ta? Đoán đi. Không đoán thì chết quốc. 99% là đoán chết quốc rồi. Chết rồi nè. Không lẽ giờ đoán ổng đang đi làm xây dựng, rồi xong cái ổng mệt quá, ổng đi vô y tế, ổng khám bệnh rồi gặp cái cô này. Biết rồi đâu. Hai người coi như là quen nhau. Đâu, biết đâu, đúng không em? Đúng không? Dạ, hồi đó giờ anh ít cái bệnh mà cũng sợ vô bệnh viện lắm. Mới đổ nháp thôi đó mà nó chốc lên. Rồi sao hai người quen nhau? Sao mà anh quen được cô gái đẹp? Trước đây thì em làm ở huyện Cà Lậy á. Làm ở ban quản lý dự án. Dạ. Rồi mới ở lại ở trọ, nhà cũng xa. Thì ở trọ thì cô này làm ở lúc đó làm ở bệnh viện Cà Lậy. Thì cũng ở trọ cũng cần cũng ở trọ chung với bà chị ở cũng như bà chị cơ quan kia trong một cái khu viên á. Có nhiều cơ quan á. Thì em làm bên ban quản lý dự án, còn chị đó làm bên mặt trận. Rồi mới gặp nhau rồi mới giới thiệu có đứa cháu. Rồi mới
để ý bà chị mà con đứa cháu à, đúng không? Con đứa cháu mà để ý mà bà nói đứa cháu kia chứ không phải đứa cháu này à. Tức là một người khác chứ không người phải là anh này. Người khác. Ủa rồi sao? Rồi sao? Cua người kia không được mới quay qua cua người này. Có nghĩa là gặp người kia rồi. Gặp rồi. Mà không ưng con mắt đúng không? Cua không được chứ không ai ưng, người ta không chạy. Cua không có được. Có chuyện người ta thật thà vậy thôi chứ cua không có được. Lý do là sao cua không được? Không biết nó làm như người kia nhìn mà lúc đó em lúc trước em đi nhăn nắng đen thui à, xấu lắm. Nhìn thấy ghê lắm. À, bữa nay trắng là tươi lại rồi đúng không? Ốm vậy đó. À. Ốm lắm mà lúc trước là anh vừa ốm vừa đen. À. Rồi bây giờ cơ duyên nào gặp cái cô này quay xe cô này vậy? Ừ. Thì mấy cũng là cháu cũng ở chung đó. À. Rồi mới thấy vậy mới làm quen. Mà thấy cổ đâu? Tức là cái người mà đó là có mấy người cháu lợn. Thì biết rồi, thì nhưng mà không chịu bà kia. Mấy người cháu này ở chung nhau nè. À, là đó. Coi như là bà kia không chịu rồi mới quay qua kiếm, mới gặp cô này. Thì có mấy người cháu vậy đó, mà giới thiệu người cháu kia mà cua không được thì qua cua người cháu này. Ủa là chung ngày không? Chung một ngày không? Là, là... Không, thì nhà Vũ cũng không kia. Ở chung nữa là... Không, ý anh nói là, ý Quốc Thượng hỏi là có chung ngày không á. Ví dụ như vuột cái cô kia xong rồi là không sao mới thấy lâu, được lâu, lâu lâu mới thấy được cũng cháu nữa. Ờ sau một thời gian mới gặp cô cháu này. Rồi, rồi. Mà gặp ở đâu? Cũng ở trong cơ quan đó luôn. Rồi. Nhưng được. Mà ấn tượng đầu tiên của em khi em thấy bạn này sao? Hồi đó ốm nhách rồi xấu quá. Cũng ốm luôn hả? Còn ổng hồi đó làm sao chứ? Thì em mới thấy xấu rồi mới cua xấu. Là đen mà cái tóc vàng que que nữa nhìn. Ôi ôi, hồi xưa nhuộm tóc vàng nữa. Dạ không phải do nắng 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 đi công trình vàng nha. Ai biểu chê bán chi giờ phải chê lại. Rồi sao không có ấn tượng gì hết. Với lại là cô cũng không có, nói chung là cô không có chịu tại vì ảnh để ý thôi chứ cô không có cho quen. À, tại lúc đó ở chung ở nhà ngay cơ quan của cô á, nhưng mà cô nói cái anh này kỳ lắm, anh này xấu lắm, xấu tánh, rồi cái tánh cũng kỳ lắm, đừng quen với nó, mà có cua là đừng có chịu nha. Không là không có cho gặp vậy. Còn đó anh để ý nhưng mà không có cho gặp. Rồi cho nên là em cũng không là gặp cô thôi. Không có giới thiệu, cô cản cô nói, nó làm sao rồi sao cua được. Ừ đúng rồi đó, chơi chiến thuật luôn, vất vả lắm, mấy chị năm rồi mới được. Bà chị á, bà có cháu này nè. Rồi em thì có thằng bạn, bà thêm một đứa cháu nữa, bà mới khoái, bà muốn gáp mà hà bạn em với cháu là đứa kia nha chứ không phải này. Phải cô này. Rồi mà cứ đi chung hoài thì gặp. À giống như mình đi với thằng bạn. À em đi với thằng bạn. Mình đi với thằng bạn rồi bà. Ba vậy đó em. Ba. Cái cặp kia nó đến với nhau thì cặp này không phải đến thôi. Ở không ngồi đó thì cũng phải chuyện trò thân mật rồi tìm hiểu. Vậy là lúc đó là đi với thằng bạn rồi bên này là đi hai em vậy đó thì đúng không? Cô kêu em là cái tới em bé kia là bạn thân. Bạn thân với em thì cổ kêu là đi chung nặng gặp cái anh kia á. Gặp anh kia thì anh này lại cũng là bạn thân. Rồi đi thì gặp thôi chứ cũng không ấn tượng gì hết trơn, là chủ yếu là mai cho hai người kia. Chủ yếu là hai người kia thôi. Rồi cuối cùng á là cái thời gian mà đi theo kiểu bốn người đó lâu mau. Cũng lâu lắm, lâu. Cũng khoảng nửa năm á. Nửa năm trời đi bốn người. Tại vì giờ chơi đánh cầu lông rồi này kia rồi đi ăn, mà đi ăn toàn đi chung không mà không. Mà ăn ai trả tiền? À, ăn thì thường hai anh này trả, không biết làm gì lại em trả được. Không à, còn lúc đó giai đoạn đó bị phá hoại kinh tế ghê lắm. Ủa mắc gì em phải trả? Cái cặp kia họ đi cặp kia phải trả chứ. Mà cái thật em vậy đi là gặp là hào phóng lắm, tính tình hào phóng lắm đúng không? Em tính ra em tốt đó, với em bạn đầu tư hết mấy cây vàng, em nói chị nghe coi. Chắc cũng 5-6 cây vàng gì á. Chứ sao vậy? Chứ trời sao lâu mà nửa năm mà em sao vậy? Nửa năm trời. Đi đâu phải đi vậy lận. Đi mà bà kia, bà chị á, bà còn dẫn thêm một số cháu nữa. Mà mình phải hốt luôn hả? Chứ sao. Bảo quá trời cháu kìa. Nhiều hết cháu này tới chỗ kia. Tại lúc đó bà ở đó rồi, mấy đứa cháu bạn đi học hả? Rồi đi làm rồi. Đi ăn là khoảng 7-8 người luôn. Ủa có lần nào hùng không? Mình không hốt á. Trời ơi. Rồi cái ông bạn kia có trả không? Có mà ít lắm. Trả là khi đi bốn người á thì lâu lâu uống nước rồi thì anh kia có trả. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, có phải chứ gì cái sự hào phóng đó của ổng, cái sự ga lăng đó của ổng mà em ngưỡng mộ không? Không dạ có thích ổng không? Cũng một phần nhưng mà cũng không thấy gì thích nữa, nói tại vì tự nhiên trả tiền gắn chịu đâu. Trả tiền gắn chịu ngu gắn chịu rồi ơi, cũng không mà đầu tư hết 5-6 cây vàng. Ê mà ăn gì ăn dữ vậy trời, thời gian lâu mà. Nửa năm ăn bộ ăn nhậu dữ lắm hả? Thì ăn rồi nhậu chứ. Ăn có nhậu không? Có nhậu luôn. Rồi tiệc tùng này kia rồi. Cái gì cũng có rồi. Ê nhưng mà có nản không? Có nản không? Bỏ tiền rồi. Nhiều quá mà cua nó không chịu. Lúc đó cũng rồi tính cua chơi chơi chứ cũng không quyết tâm á, thì cũng như gặp nhau rồi bạn bè nha. Nhưng mà anh Quốc có nản không?
Rồi đến khi nào thì bả mới chịu? Cái cú nào mà bả chịu? Cũng lâu rồi, không biết. Quen có hai, lúc mà đi đó thì xong rồi. Tới lúc mà quen thì khoảng 2 năm á là mới chính thức là giống như là yêu nhau. Tại vì cũng đưa rước vào đi nhau 2 năm rồi bắt đầu mới chính thức là yêu nhau. Là tốn mớ tiền. Tốn mà. Thử thách là cũng không. Nói biết là em anh này có căn nhà nào không để mà mua cái mối tình vậy không? Chứ chị thấy tốn hao quá. Không. Trời đất ơi, gì mà quá trời quá đất gì đầu tư gì mà quá trời đầu tư vậy? Ờ có khi nào mà hai đứa đi riêng không? Hay là mỗi lần đi là bà phải dẫn thêm bạn bè? Đợi đi dẫn bạn bè mà ít khi đi, không có khi nào đi riêng chứ. Cái lần dẫn mà nhiều nhất là bao nhiêu người quá? Chắc mười mấy người. Ăn cũng hai ba hiệp vậy chứ. Lại tốt ăn rồi mà. Ơi thiệt, ăn xong còn karaoke đồ này kia ha, chơi đồ. Dễ sợ quá. Đúng chắc cái chục cây. Rồi đó, đãi tiệc sinh nhật là sinh nhật nhớ bạn, rồi xong rồi tới sinh nhật của là em. Ổng giả luôn. Ôi đất ơi là trời. Rồi thôi tội nghiệp ổng quá, để qua nó tua lẹ lẹ đi chứ để thấy hao quá. Mình hỏi không mà mình còn thấy hao tiền đó. Ừ. Rồi xong rồi 2 năm mà quen nhau nè, đúng không? Chính thức quen nhau. Không phải giờ mới hỏi là ổng có cua không? Không phải có tỏ tình không? Thì 2 năm bắt đầu mới chính thức quen nhau đúng không? Mà tỏ tình sao? Thì lúc đó là ổng tỏ tình với em hay là em tỏ tình với ổng? Dạ, ảnh chứ. Đâu tỏ tình ra ông Quốc. Là lúc đó là sinh nhật, giống như là sinh nhật hồi xưa vợ. Sinh nhật em á phải không? Dạ. Nói chung là cảm động là cũng nói vậy chứ cho. Bỏ tiền làm nữa. Trả tiền. Là sinh nhật là hồi đó vợ ở nhà, nói chung ở nhà ở quê em thì cũng nghèo. Làm nhẹ đúng không? Ba mẹ là nghèo lắm, không có làm sinh nhật. Từ nhỏ giờ không làm sinh nhật. Rồi không làm. Tới lúc đó là cũng 24 tuổi là lúc đó ảnh làm sinh nhật. Ừ, cũng cảm động là lúc xong rồi mua hoa hồng mà đặt nguyên một bàn tiệc luôn rồi mời các bạn bè đó hết luôn. Xong rồi mua hoa hồng mà lúc đó ở quê mình thì buổi chiều tối người ta bán hoa ít nó không có mà mua đủ 20 mấy hoa bông hoa. Là ổng mua. Dạ, nhưng mà có bông cũng hơi héo mà cô của chị hay nữa. Gom hết chợ mà vậy. Cô nói bông gì đâu mà đặt bông gì không có thiện ý. Là bà cô của em không? Dạ, đúng rồi, cổ cũng không có chịu cũng nên là cô chê này chứ kia. Rồi nói thôi vậy cũng được rồi, tại vì cái anh nói là đi mua hết chợ mới được nhiêu đó. Thấy thương không? Rồi thấy cũng cảm động. Rồi cũng sau đó rồi. Rồi bữa sinh nhật đó ổng có nói cái lời gì tỏ tình yêu thương với em không? Thì nói chúc mừng sinh nhật này kia thôi, rồi nói cũng nói là quen cái vậy đó. Không xứng lên được cái câu mà làm bạn gái anh nghe hả? Có nói không Quốc? Có nói không? Có. Lúc nó ngôn bìa vô nói không? Hay là lúc tỉnh táo nói? Cũng tỉnh táo mà giờ. Anh nói chứ bây giờ vốn liếng ông bung ra nhiều quá rồi. Đâu lẽ được một cái câu là làm bạn gái anh nghe mà không nói được nữa thôi đi chứ. Lúc bữa đó mà bên này từ chối thì lúc đó ra quá. Không biết sao nó nhận. Chắc tự sáng. Tự giận chết cho rồi á. Không ăn đầu tư quá trời. Là lúc đó là anh mua cho cái điện thoại luôn rồi. Lúc hồi đó là điện thoại cũng mắc lắm là. Mua cho cái điện thoại là trước khi mà làm đó nữa. Nhưng mà trước bé này á là Quốc em có yêu ai chưa? Dạ chưa. Rồi chưa. Bởi vậy em mê muội là đúng rồi. Chưa một tình tốt. Yêu một tình yêu mà ngay tốn thẳng kém. Á. Vừa tốn kiếm vừa ngay thẳng chỉ biết đúng một cái đối tượng này là đâm đầu vô không cần biết đúng không? Thôi vậy cũng viên tốn mãn kém quá đúng không? Thì cũng nhưng viên mà, mãn rồi. Nhưng mà sau cái bữa sinh nhật đó coi như là chính thức là quen nhau đúng không? Dạ dạ. Rồi bà cô có ngăn cản gì không? Dạ có. Tại vì cô nói là không có hợp tuổi, hai đứa không hợp tuổi, tại vì ông xã là tuổi Ngọ còn em là tuổi Dậu nên là không hợp tuổi. Rồi ở nhà gia đình cũng không có chịu nữa, hai bên nghĩa lấy nhau là tiệt mạng. Dạ, đúng một rồi. Người chết á, hai bên gia đình không ai chịu. Không em là mạng gì? Dạ mạng mộc. Em là mạng quả. Quả phải với mộc đây rồi đốt. Nên là ở nhà cũng không chịu rồi quen dạ, cũng lâu gì lắm. Mấy bà chị này cản cản gì lắm mà. Ủa lúc đó có hận mặt cô. Dạ rồi. Hai đứa có con chưa? Đứa dạ. Con mạng gì? Dạ một đứa là mạng thủy với một đứa là mạng kim. Trời ơi đâu có sao rồi. Đâu. Trời ơi ngon lành. Ngon lành rồi. Em với chị giống nhau ghê. Thế nè, ổng chuẩn bị đốt thì cái nước nó dập vô. Đúng rồi. Đúng không? Mà đã vậy kim á là kim nó chấn á. Quả xanh gì? Kim xanh thủy. Đúng rồi. Kim sanh thủy là ông này sẽ
đâu dưới, mãi không? mặn quả chứ, mặn quả là cái đứa ông này mặn quả nè, em mặn mộc đúng không? Đúng rồi. Rồi một đứa kim. Thủy, một đứa kim. Thủy. Yeah. Quá yeah, ngon đúng luôn. Không? Thì yeah, một đứa kim. Là vượng cho cha, đứa vượng cho mẹ đó. Đó, đúng không? Không có sao chứ. Trời, bởi vì tôi nói đừng có mê tín dị đoan, không có gì hết trơn á. Đấy, yêu giờ hỏi cái vụ mà bắt đầu ổng tỏ tình xong rồi, ổng hôn người ta làm sao? Chà, tới nụ hôn chắc tốn kém nữa, đúng không? Không, lúc nào cũng không nhớ. Làm sao đâu? Là lúc đó là đi cũng đi chơi đi uống cà phê á, thì đi ai đâu ông đủ đi uống cà phê đúng không? Dạ, đi riêng uống phê đâu? Uống cà phê thì cái quán giống như quán chòi vậy đó. Cà phê chòi phải không? Dạ, dạ. À, ông vô trong chòi ông có hành động gì không? Không, lúc đó là đi với hai thằng kia, hai kia mới tách ra mình mới đi. Đi với hàng nào nữa? Là hai cái cặp hồi nãy, cái cặp tốn kém đó. Cặp kia đó. Đi rồi cái nó tách ra rồi ở đây không biết làm gì mới đi ngủ đi chơi. Cái ảnh mới rủ đi. Vô cà phê chòi. Dạ. Em có ý gì mà em rủ tao vô cà phê chòi? Em ý gì? Tính sẵn gì trong đầu rồi. Cái đi đó thì em cũng thấy ngại nữa, xong thì vô cái em nói vô đây làm cái gì, tự nhiên vô đây. Cái xong vô thì cái lúc đó thì chỉ vô cái nắm tay ngồi cái lại cái nắm tay cái quay lại cái quay cái anh Hùng nào giống như là Hùng bất ngờ. Bất ngờ nếu là... không lén không lén quay rồi xong cái giận quá đi về luôn, kêu đi về không uống nước đi về luôn. Rồi thôi tính từ cái mốc mà hung lén mà hung bất chợt đó cho đến lúc mà cưới nhau là bao lâu? Hơn một năm. Hơn năm sau cưới luôn. Tại vì gia đình không có chấp nhận nên là hai bên cứ nói chung là cứ lần lượt vậy đó. Nhưng mà rồi cái ngày đám cưới có coi ngày không? Có ngày tốt không? Em mà không coi ngày. Hai vợ chồng tự làm. Nhưng mà cuối cùng cái ngày đó là cái ngày nhưng đó chúng là ngày tốt không? Là cũng trục trặc là tại do cái vụ mà đám cưới. Tại em nói mẹ vợ nói là sẽ một trong là vợ chết đó chứ không phải là hôm nay chuyến này em đốt sách của mấy ông thầy bói hết. Em cưới vợ không coi ngày. Cái về nói má má nói không ai mà coi ngày, ai cưới vợ cũng coi ngày trơn á. Mày không coi ngày rồi sao được, nói con thấy rồi không, con là không có tin gì đoan. Tại vì con hỏi má nè có ai mà không coi ngày không. Cái má nói ai không coi ngày trơn á, nói vậy má ra coi nè. Ngoài tòa án người ta ly dị nhóc kìa. Em nói thôi con giờ đám cưới con còn tự quyết để con chọn ngày, nó mày muốn chọn ngày nào chọn. Cuối cùng chọn ngày nào, ngày tốt không? Chọn ngày 30/4. Cái đặt thiệp rồi hết trơn, cái má coi nó ngày tam nương cái gì. Ngày tam nương sắc trụ. Ôi vậy đó. Rồi mày cưới mình tự mày cưới đi, tao không đi rước nhau. Rồi phải bỏ hết thiệp luôn. Là bà già của Quốc. Dạ. Tốn thì mớ nữa là đặt cũng mấy trăm thiệp rồi xong. Là bỏ cái ngày luôn. Đó. Thầy bỏ thiệp đó luôn. Dạ. Rồi là cưới ngày nào nữa? Đổi ngày khác. Đổi là giờ nó thôi vậy, nó má chọn ngày nào. Giờ hai bên dành coi ngày nữa. Đàn trai cũng dành mà đàn gái cũng. Rồi rút cuộc thì theo bên đàn trai. Dời lại, sụp lại là cứ nghĩa là ngày 27, ngày 28. Thay vì 30 mọi thì sụp lại 2 ngày. Dạ. Tụt lại mùng 9, mùng 10 thì phải nhớ là âm lịch đó. Rồi cái đợt đó là hai tuổi nó kỵ nhau rồi. Trong cái ngày lễ cưới đó, nó có cấm kỵ gì không? Có kiêng kỵ gì không? Có à, quên á. Mà nó đủ thứ chuyện xảy ra đám cưới. Đám cưới là phải ăn cắp cô dâu. Không lên đèn. Mà không lên đèn, lễ cắp cô dâu rồi đủ thứ gì nói chung là cấm hết trơn á. Rồi cái khó chịu lắm đúng không? Khó chịu lắm rồi cái... lúc đó mới đi đi vô cứu rễ. Bữa trước đi cứu rễ cái em, vợ làm mặt em làm đi trang tóc điểm ngoài trang cái này á, ngay chỗ gần chỗ em trên đường em đi em hốt về rớt về luôn. Vừa mới bước vô cửa nhà bà vợ chửi quá rồi chứ cứ không thôi đâu đuổi về luôn, ta không cho gặp mà ta không cho gặp mà không đi chửi xong rồi đuổi về luôn. Mà về bị la, la dữ lắm. Rồi sao? Tại thằng em nó chở đi rồi, em chạy về trước là bị la rồi, em bị la quá trời la, cái xong về cái la hai vợ chồng bị la hết luôn. Rồi gán nhịn em chứ giờ cũng không biết sao. Nhịn luôn chứ. Nhưng mà cưới rồi vẫn cưới rồi, đúng không? Dạ chưa, cái lúc đó là mới đi qua đang là chuẩn bị làm đám cưới á. Qua cứu rễ á, là bữa trước cứu rễ bên đàn gái đã. Chị biết rồi nhưng mà sau đó thì vẫn cưới. Dạ đúng rồi. Chửi thôi cưới à. Đúng không? Tức là chỉ có náo động ngay tại thời điểm đó chút đỉnh thôi. Đó sao mà về đàn trai cũng bị luôn. Về đàn trai là
Là lý do người ta kêu ăn cắp cô dâu là phải đi về trước rồi đi cửa sau không được, đi vô cửa chính. Ăn cắp đó, ờ ăn cắp không được vô cổng chính. Mà ông chở về ngay cổng chính luôn. Về cái mệt quá em bị ói trên xe rồi cái mệt cái vô cái ảnh đưa vô thì cửa dưới thì thấy người ta bà con đồ bắt ghế đồ ngồi chật quá không có chỗ đi vô. Còn cửa nhà trên nó trống lỏng không có ai ngồi đó trơn, thôi cái sách đồ đồ đi vô. Bị ngập bạc. Nó đi chửi nữa. Cái này vô xuống đi cự ra chứ. Mấy gì mấy cô đồ nói không mà vậy la, la mà hồi la nói chung là cũng nhẹ cũng hơn bên kia. Đám thì la khéo khéo thôi chứ cũng bị la. Nói sao để đi nhà trên mà không đi nhà dưới. Nhưng mà bây giờ thì tình hình là hai bên mẹ vợ với chàng rể mẹ chồng với nàng dâu thì sao? Bình thường tốt bình đẹp thôi, không có gì. Tại vì lúc mà đẻ đứa con ra là tôi nói là chuyện gì nó cũng vui chứ đúng không? À. Mà hai đứa hả Cưng? Dạ. Nếp đẻ đầy đủ hả? Bé đầu là gái với sao trai. Trời ơi, 10 điểm luôn trời. Ơi đó trời, không hợp tuổi hả? Nhưng mà nó nghe nè, dạ. Cái lúc mà mang bầu đứa con gái đó, gia đình hai bên sao? Có thấy rằng là cái sự gọi là mà xưa mình cấm đoán là tuổi tác này nọ rồi, có thấy mọi mấy những người lớn đó, có một cái sự thay đổi gì không? Không, khi mà bình thường là lúc mà cưới xong về là em thay đổi hết à, em gặp em là ai cũng phải thay đổi, làm cho mọi người thay đổi hết mà, rồi cũng làm gì nói chuyện với bên vợ rồi bên mẹ, nói chung là cũng tâm sự rồi. Vợ bên mẹ vợ coi như con trai cả. Mẹ cứ, cưng lắm, mẹ cưng, cái, cưng mọi chuyện vấn đề gì cũng phải hỏi. Nhìn thấy dễ thương. Không có mà mẹ cưng nhất là... nhà luôn, cái gì cũng điện hỏi anh không, cái nói ủa sao mẹ không điện hỏi rễ con. Rễ quý của mẹ luôn. Mẹ không điện hỏi con, bởi gì cũng điện hỏi anh. Ủa kỳ trời, sao tự nhiên ủa hình như lộn thôi chứ. Mà cái gì cũng hỏi chứ, trong gia đình chuyện gì là cũng điện hỏi anh chứ. Rồi lúc đó là dạ. Mới cua coi như là rất là hào phóng đúng không? Vì dạ, lúc chung mà là... về làm rễ chắc ổng cũng về chắc cũng là mua chuộc lòng mẹ dữ lắm đúng không? Mẹ là khúc đó thì mua chuộc thì chịu, nhưng mà coi tuổi thì không chịu. Nhưng mà thật ra trong bụng thì chắc cũng sau này thì thấy giúp đỡ gia đình bên em nhiều lắm. Tại vì ảnh làm nói chung đúng là hào phóng, là tất cả mọi thứ là về nhà xây sửa nhà đồ cho mẹ. Một tay rể ha. Dạ rồi lo này kia nọ là mọi thứ là ảnh lo hết. Nên là có chuyện gì mẹ cũng hỏi ảnh đó. Vậy chắc lúc lấy ổng về là ổng có tật xấu gì đâu ha. Nhà có bàn gãy là cưng gãy này nhất. Ừ, biết rồi, nhưng mà giờ chị đang hỏi em đó. Dạ. Hai chồng lấy nhau về rồi ổng không có tật xấu gì đâu ha. Dạ có. Có không? Trời ơi. Đâu kể nghe chơi. Tật rồi xấu tật là cũng vì cái lòng tốt quá, giống như là hào phóng quá đó, nên là cũng bị mấy người bạn lừa tiền. Cũng lừa gạt, cũng lừa gạt tiền nữa. Rồi không có trả. Mượn cũng mượn 500, 1 triệu cái ghiếc rồi 2 triệu, 3 triệu rồi tăng lên có khi lần các bạn. Hồi đó giờ mất mấy cây vàng rồi. Rồi bị giống như cũng khoảng 100 mấy chục triệu. Vậy đó hả? Mà lúc đó cũng nhiều tiền lắm á. Mà coi như là chứ thôi là mua được mấy miếng đất. Cứ mượn vậy đó. Mượn cũng mượn như em thấy tội nghiệp, em cũng không có cản người được. Người ta nói thôi nên giờ kẹt tiền quá rồi mai chịu trả. Gì đó. Mình có tính thương người nữa. Mượn mà giấu không có cho vợ hay. Ai có mà cho bạn hả? Rồi giờ ai giữ tiền? Dạ nói chung là tiền lương á thì hai vợ chồng của ai mới giữ, nhưng mà cũng góp chung cái phần tiền để mình sinh hoạt gia đình, rồi những mấy công chuyện lớn ví dụ như mua nhà mua xe thì ảnh quyết định. Nhưng mà thì cũng có bàn bạc, cũng hỏi ý kiến thì hỏi cho có rồi thôi. Rồi sao nè? Nhưng mà vậy đó. Thì cũng tốt, tại vì ảnh lo mọi thứ, có nghĩa là ảnh nấu ăn rất là ngon. Nên là không có đang hỏi tật xấu nha. Đang hỏi tật xấu nha. Thí dụ như cái tính đó, cái tính đó là xấu nhất rồi, với lại hay nhậu thôi, nhưng mà giờ cũng bớt nhậu rồi. Rồi ăn uống có khó chịu không? Dạ không, ăn uống thì cũng nói chung là hơi cầu toàn chút xíu, nhưng mà tại vì tự làm nên cũng không khó chịu. Ủa vậy nãy giờ không? Chỉ có cái tật xấu là dễ tin người thôi à? Ông có gia trưởng không? Dạ không, nhưng mà có giống như gần đây là hay quên, giống như là chắc bị chích vaccine nhiều. Nhưng mà đổi thừa không có bị Covid, nhưng mà là hay quên, là nhiều khi mình nói cái đó là mới nói gọi cái nó không có nói. Mà nói là không có mà cãi gì đó. Chứ cũng không có gì giờ. Hay quên mà hay cãi. Dạ đúng rồi. Với lại hay thương người quá vậy thôi, mà thương người nhiều khi mình thấy có những cái hại vậy thôi. Cái tốt nhưng mà có cái cũng không có nên ấy quá. Người đàn ông này có coi trọng lễ nghĩa đâu không? Dạ đúng rồi. Có không? Có. Y chang như anh Thuận nói. Là lễ nghĩa là thí dụ như về nhà, hồi xưa thì ba mẹ mấy cậu nói chung là bên chồng khó.
thì có đám tiệc hoặc là có ngày kia thì mình, hoặc là Tết thì đi phải đi ra đốt nhang đúng ngay giờ đó, ngày đó rồi thưa gửi đàng hoàng, gặp người lớn là phải chào hỏi. Thì cái đó thì cũng tốt, tại vì mấy cái về thì được cái là anh cũng chỉ dẫn hết. Thì lúc mà mới về thì bên chồng khó lắm, nhưng mà anh hướng dẫn này kia, anh chỉ lại đó là phải làm vậy hết. Rồi cái đó là rồi điểm giờ, tốt. Ừ, bây giờ em mong mỏi chồng em thay đổi điều gì? Dạ thì nói chung là cái khi mà bạn bè thì mình cũng tốt thì cũng được, nhưng mà tiền bạc đồ thì mượn lựa thì cũng, lựa chọn bạn xíu ha. Rồi chỉ vậy thôi, với lại giữ gìn sức khỏe, tại vì lớn tuổi thì phải coi trọng sức khỏe mình tí. Tại nhiều khi chơi với bạn cũng thích chơi cũng hơi quá đà, khi rồi sức khỏe mình lại không tốt. Rồi giờ tới anh em Quốc. Dạ. Người em đàn đó. Ông đã bỏ ra cả chục cây vàng để cua cô gái này. À, vợ em thì cũng không có tật xấu gì nhiều, có một hai cái tật xấu à, chủ yếu ngủ nhiều à, khoái ngủ mà. À, khoái ngủ à. Buông ra ngủ, ngủ sáng tới kêu dậy đi làm mới chịu đi dậy. Nhiều khi kêu lần thứ hai nữa, thứ ba. Quạo nhưng không? Mà à, không quạo. Không, nhưng mà ngủ được á là trời, bây giờ nhiều người bị mất ngủ lắm á Vi. Thiệt, nhiều người bị ngủ, nhiều khi chưa có lớn tuổi mà đã bị mất ngủ rồi. Thành ra là những người nào mà ngủ được á là tiên đó. Đó, theo chị là như vậy. Dạ. Thôi em bắt qua cái ngủ nhiều đi, còn cái gì xấu hơn cái ngủ nhiều không? Ít rồi, tại em có cái mảnh vườn á, em tính nhiều khi để giải stress thứ bảy nhật về nghỉ, ngủ vợ ra phụ làm cũng là biết, ngồi ở trong nhà không mà không chịu lo sợ làm. Nắng không? Có phải sợ nắng? Nắng nữa. À. Làm vô mệt lắm. Mà gái quê mà phải sợ nắng hả? À. làm biến cái này là làm biến đúng không? Vườn á, đúng rồi, làm cái khác thì làm chịu làm lắm. Ủa nhưng mà ví dụ như cổ làm biến làm vườn vậy thì anh có làm không? Anh có làm mình có, không? Có làm mình à. Làm mình vậy hả? Bây giờ cái vườn đẹp không? Cũng dạ, vườn sầu riêng. Rồi chiều cái bà ra bà ngắm cái vườn bà có khen không? Đâu có ra đâu mà cắm. Bà nói bà ghét vườn tược mà làm biến làm vườn mà em sẽ chiều là cũng không ra luôn. Không, miếng vườn cũng hơi xa nhà, miếng vườn hơi xa nhà. Chị công chuyện nhà chị làm được nha, mà đi ra vườn biểu chị làm chứ chị sợ chứ không làm cũng kỳ ta. Sao thiệt á, chị tại hiểu vì được làm cái đó. Nó mệt đó chứ không phải là không phải mệt nữa đó. Nó sao sao không á. Không với lại không kiến á, nhiều khi bị kiến á hay là gặp mổ chuột ví dụ á. Sợ lắm. Chị sợ lắm, chị sợ là sợ vậy đó. Đâu sao nãy em nói hồi xưa sao? Tại hồi xưa là em quê là cũng ở quê thì cũng làm lúa làm ruộng. Em nói trời ơi, mới lấy chồng ra được thị trấn giờ bắt về quê nữa. Chưa. Thì cái sợ bởi vì này là muốn thoát nghèo rồi, muốn thoát. Còn bắt về quê làm vườn hoài nó, với lại hồi xưa là ta né rồi tao muốn làm bệnh rồi. Viện á, nhân làm bệnh viện thì thức khuya nhiều nên là quen, giống như về mình mệt á, tại trực đêm thì trực nguyên 24 tiếng hồi về cái mình ngủ, nên là cái giấc ngủ mình quan trọng, với lại muốn ngủ vô lắm vậy đó. Xong riết rồi nó quen cái giấc ngủ chứ không phải, hoặc là mấy ngày nghỉ cuối tuần thì mình cũng ngủ xíu chứ gì, cái kêu dậy kêu mới 5 giờ sáng gì. Nhưng mà mấy đứa nhỏ thì là ở với ông bà, có chồng bà chăm sóc không? Dạ có. Dạ, ở với ông bà nội. Quá rồi sao rồi giờ tiếp tục nè, còn tật xấu gì nữa không? Còn nếu không thì em mong muốn vợ em thay đổi điều gì nhất? Suy nghĩ nha. Dạ. Còn tật xấu gì không? Hết rồi, dạ, đâu không có tật xấu gì nữa. Vậy mong muốn thay đổi vợ, thay đổi điều gì? À, mong muốn vợ là lâu lâu đi ra vườn rồi làm việc chung rồi cho vui, chứ làm con mình buồn. Đi ra chứ đứng coi cũng được. Thực ra cái mong muốn của chồng em có thể thực hiện được. Tại vì em không phải là sợ giống như chị sợ. Chị là sợ thiên thu bất tận. Chị nói thiệt với em, chị con nhìn sâu mà nó bò trong tay thì sao? Nhìn mấy ông kia mà ông tí mà ông phi bạc 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 như ngựa phi là chị hồn siêu phách tán. Chị sợ lắm. Rồi sâu, chị sợ sâu, em biết không? Rồi kiến nữa, nhìn thấy kiến là ốc ác dựng ngược lên. Chứ không có phải làm biến cái đó. Nhưng mà chị bị sợ cái đó. Còn như em á, là em ngon rồi, em lấy chồng em là em ngon rồi. Em không phải đi mần ruộng nữa, em đừng lo. Mần vườn thôi. Rồi, gia đình này vui quá à. Cưng quá trời luôn à. Cũng gần đây thì cũng có ra phụ rồi. Ừ đó, có lúc này, phần này có phụ rồi, từ từ ra phụ. Ừ đó, không muốn, ông chỉ có vậy thôi. Ông rồi. Mần vườn mới giữ sức khỏe được em ơi. Hiểu không, cho ông bớt nhậu đúng không? Gần đây cũng bớt nhậu, nói chung là cũng có cải thiện. Rồi thôi, cảm ơn chồng này quá vui nhộn rồi. Quá đáng thôi yêu. Chỉ biết là chúc cho hai vợ chồng lúc nào cũng
bên nhau vui vẻ, hạnh phúc.